Chào tất cả các bạn. Nay nó khác với mọi hôm là mình hôm nay không bán khoan, không bán máy bán đục gì cả, mình bán một ít máy bơm. Có 2 4 5 6 con bơm và 5 cái quạt hút mùi thông gió. Bạn nào xem dùng đến cái loại nào phù hợp với công việc của mình thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0973 211 223. Lưu ý là video này là mình không bao ship nhé. Mà những cái máy to này, các bạn nào có hai cái máy to, bạn nào lấy thì vui lòng là cọc cho mình 200 nhé. Còn những cái máy bé này là cọc 100 nhé. Bởi vì cái giá trị tiền nó rất thấp mà cân nó lại rất nặng. Đây mình đến với con số 1 này. Con này là con bơm của Hàn Quốc nhé, Made in Korea này. Korea. Hãng là Hanin. Con này công suất là 450W nhé. Lăm lít trên phút. Hút sâu là 37 mét này. Này ra mình không không rành. Con này mình để cho các bạn là 1,1 triệu nhé. In Korea. Model HP 405W. Con này là nặng 13 cân nhé. Rất nặng mà thân nó to này, không phải bé đâu nhé. Đây này, so với một con Pana nó rất bé này. Con này to này. Con này là phù hợp các bạn nào mà nhà cao tầng mà hút tét đấy, hút để đẩy lên tét đấy, tuyệt vời luôn. Con số 2 là một con bơm áp Panasonic. Đây, Pana đây. Panasonic. Con này nhà mình cũng đang dùng đây, rất là tốt. Đang còn rất là liền mới nhé, tương đối mới đấy. Du. Còn này bạn nào nhà tắm mà khi mình tắm cái sen nó áp lực nó kém kém ấy thì lắp con này thì tuyệt vời, tắm rát người luôn. Khi mình bật cái vòi sen lên thì con bơm này nó sẽ hoạt động, mà mình tắt cái vòi sen thì con bơm nó sẽ tắt. Ở cái dây le này này, con này mình để cho các bạn con số 2 này là 550k nhé, 550k không bao ship. Ở đây công suất, đây công suất của con này là công suất nằm chỗ nào đây, 32 lít trên phút, đẩy xa là 27 mét.
125W nhé. 220V. Con số 3, số 3 cũng là một con Pana. Nhưng con này là không phải là bơm áp mà con này là bơm hút chân không. Đây chỗ này nó có cái lá van một chiều ở trong này. Đấy. Con này là nó hơi sùi sơn rồi nhá. Sùi sơn ở ngoài thôi nhá. Ảnh hưởng gì? Thẩm mỹ tí thôi. Đây. Bạn quay kỹ hình hài nhá. Panasonic nhá. Rất nặng đấy chứ không phải nhẹ đâu. Máy này nó là máy cũ hồi xưa nên nó là đọc dây dây đồng thôi, không có dây nhôm đâu. Các bạn cứ yên tâm mình như thế. Con số 3 này là 450k nhé. Êm du. Ống này là ống 34 nhé. Êm như chó thở. Quên đấy. Con này bao nhiêu công suất, bao nhiêu 200W nhé. Con này công suất là 200W. Số 4. Số 4 là một con gì đây, thương hiệu không rõ. Các bạn đọc giúp mình ạ. Đây là sơn nguyên bản nha, sơn zin đấy, không phải là sơn lại đâu. Đây. Ôi nặng quá. Bỏ hết cả tay. Số 4 này 400k nhá. Cái lô bơm này phải nói là tuyệt vời luôn đấy, rất là êm. Êm du luôn. Số 4, 400k. Con này 150W nhé. Số 5. Con này thanh lý cho các bác thôi, còn đúng ra nó không bao có giá như này đâu. Cái mã nó xấu, nó giống như con Pana số 1 đấy, y chang như con Pana số 1, nhưng không biết là chủ nhân bơm cái gì mà nó chảy vào đây này, hóa chất gì đấy chảy vào Pana Solix đấy. Cái này là mình mua mình lắp vào đấy, mua nhưng mà nó cũng là mua cỏ một cái con máy bơm tháo ra chứ không phải mua mới, nhưng mà còn rất đẹp cái bình này đấy, trông thì mình thấy em xấu mà sầu đấy, trông xấu xấu thôi nhưng mà rất êm. Cái này chắc công suất cũng như cái kia thôi, chắc 150W thôi. Đây là nó không có cái dơ le nhá, nên nhớ là nó không có dơ le nhá. Đây là cái dây đấu vào dơ le này này, thì cái dơ le chỉ có tác dụng là chập hai đầu này với nhau thôi, thế là mình đấu chập luôn. Bạn nào mà về làm bơm áp thì cần thiết thì sơn lại và lắp cái dơ le vào đây. Mình kể cho các bạn con này 300 nhé, 300k, rất êm. Con này thì mất tem mát rồi, không đọc công suất nhưng mà công suất nó cũng bằng con kia đấy. Con này là bao nhiêu nhỉ?
làm xong lại quên rồi. Đến mấy cái quạt nha. Đây số 6. Cho nốt con bơm này lên. Con bơm này nó là bơm khủng rồi. Ôi trời mẹ ơi. Đây. Bạn nào dùng đến bơm tõm nhá. Con số 6 này là 950k nhá. Con này là nặng 21 cân nhá. Chứ không phải là hàng nhẹ đâu nhé. Bây giờ các bạn mua 1,6 triệu là nó chỉ vào 13 cân rưỡi đến 14 cân thôi. Con này là 21 cân. Mình để cho các bạn là con số 6 950k nhé. Đây. 950k. Dòng này là các bạn phải thả xuống nước nhá. Thứ nhất là nó mình không dám cắm nhiều, phải thả xuống nước thì cắm thì cái bơm nó mới mát, nó sinh ra là nó ở dưới nước. Kể cả về độ ồn khi thả xuống nước là nó cũng hết tiếng kêu nhá. Đấy bạn nào dùng thì con số 6 950k phải cọc cho mình 200 nhá. Nên có hai con máy to này. Số 7 đây. Số 7 là một cái hút mùi nha. Cái này các bạn hút mùi hay làm gì được. Đây này, có những cái lỗ này, có cái chân cao su này, bốn cái, bốn góc này. Để mà mình lắp úp cái này vào tường như này này. Đây các bạn lắp như này là lắp úp vào tường. Đấy. Ví dụ cái tường này khoét thủng ra, khoét thủng vòng tròn ra. Và lắp cái này úp vào. Hay là mình chế thành cái quạt như này cũng được. Đây mình cắm điện nha. Đấy. Rất mát, rất êm. Số 7 nhá, 250k. Tất cả bằng sắt hết nhá. Duy nhất có cái này bằng inox không? Tất cả bằng sắt. Sơn màu đen. Số 8. Số 8 là cái quạt này là gọi là quạt thông gió nhé. Quạt thông gió mà bạn nào mà về mà chế lấy làm quạt hút mùi cũng là ok, lắp vào trong cái quạt hút mùi. Điện 220 nhé. Quạt này là nó khác các cái quạt bình thường khác là nó trong là toàn bằng nhôm hết nhé. Cực khỏe luôn. Đấy kia. Nhét lại. Này nó hút ra nhé, không phải nó thổi bên kia đâu. Đấy.
Đây, mình tháo ra cho các bạn một cái này, các bạn xem ở trong nó thế nào nhé. Năm à bốn cái này như nhau, mình tháo thử một cái. Đây, bạn về chế nhấc cái này ra không thôi, lắp cái quạt hút mùi tuyệt vời luôn. Đây nó toàn bằng nhôm hết đấy. Đây. Không không phải bằng nhựa đâu, không phải cái loại quạt bằng nhựa đâu. Rất khỏe, rất tít. Cái này lắp vào trong cái máy han cũng được. Lắp tủ lạnh, cái tủ kem cũng được. Để cho các bạn là 80.000 nhá. Giá rẻ bất ngờ có ba con này 80.000, còn một con thì là 100.000. Tám mươi nghìn một con nha, số 8, 80.000. Cũng thế thôi, không phải giới thiệu nhiều nó mất thời gian. Số 9, 80.000. Đây, y chang như nhau, không khác gì. Số 10, 80.000. Bạn nào lấy cả ba con, bao ship. Bốn con bao ship luôn. Đây, con này nó là quạt thông gió của nhà tắm đấy. Đây, khi các bạn quạt là nó đẩy cái này lên. Đấy. Củ rất là to nhé, không phải củ bé đâu nhé. À. Đây. Các bạn nhìn này. Không phải bé đâu. Củ bằng cái củ quạt đấy đấy. Bằng cái củ quạt MD đấy chứ không phải bé đâu. Số 11 100k cắm điện. Hơi dít dít lâu rồi không tắm. Quay nhưng mà hơi rít. Đây phải giỏ ra với 7 vào. Như này là quay rồi, mình giỏ tí dầu vào nó ok đâu. Nó để lâu rồi. Đấy bạn nào lấy thì là 100k nhé. Rồi, mình có mấy cái lưỡi cưa này. Bán luôn này. Bạn nào dùng đến lưỡi cưa nhé, cưa vanh nhé. Mà thôi đi, lưỡi cưa này video sau đi. Mình có hai cái lưỡi 3 mét 35 này, hai lưỡi như này 3 mét 35.
Bản này 3 phân này. 2 lưỡi. Mới tinh nhá, chưa chưa qua sử dụng đâu. Còn lưỡi này là bản này là phân rưỡi này. Dài tổng thể cả vòng luôn là 4,05 m này. Rồi, bạn nào có nhu cầu dùng đến máy gì thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0973 211 223. Khoan pin, khoan đục, khoan bê tông các thứ là mình còn rất nhiều. Nhưng mà dạo này nó dịch là mình không muốn bạn gửi hàng nó cũng chưa thông, nó đọng rất là lâu. Có một số các bác là chưa nhận được hàng là cũng thông cảm. Em bây giờ không dám bán nữa. Không dám đăng video nữa, đăng video nó hàng đi lâu lắm, các bác cũng sốt ruột, em sốt ruột. Rồi, cảm ơn tất cả các bác.